chuẩn bị cho phần dự thi thứ hai của mình ha. Dạ, em xin cảm ơn. Rồi. Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ tiếp tục với phần thi thứ nhất của thí sinh Nguyễn Văn Khởi đến từ Kiên Giang. Bạn sẽ dự thi với trích đoạn Sống dậy Bạch Đằng Giang của tác giả Tô Thiên Kiều. Câu chuyện về vị tướng quân Ngô Quyền với chiến thắng lẫy lừng trên sông Bạch Đằng đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng hình ảnh nhân vật Ngô Quyền qua phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Văn Khởi thì sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần thi với phần hỗ trợ của các nghệ sĩ Chí Bảo, Thanh Nhường và huấn luyện viên của bạn, nghệ sĩ ưu tú Quế Trần. Gặp phong ba Bạch Đằng dậy sóng tựa lòng ta, ngổ ngang trăm môi vì thiên hạ, để cuộc giao tranh liệu như tướng quân, sao thuyền của chúng ta không tiến lên được? Bẩm chúa công, Bạch Đằng Giang sau mỗi mùa xanh thủy triều sẽ rút nhanh ra cửa biển, ghe thuyền của ngư dân sẽ bị mắc cạn, cho nên không thể ra thuyền, mỗi bận tăng lên. Sau khi mỗi đợt trăng lên nước rút, thuyền của ngư dân không thể ra khơi được à? Bẩm chân, trăng lên nước rút. Ta hiểu rồi, ta đã có kế sách rồi. Hỡi ba quân tướng sĩ, dạ, đây là trận sinh tử, chỉ cần một sơ suất nhỏ là chiến bại phải đành, mà thương vong sẽ thê lương. Nên với ta không thể phó mặc cho trời hay số phận xuống mây, mà phần thân phải gánh tay điều mà ta cứ mãi băn khoăn, là chiến binh phải dẫn địch vào đồng thật nguy hiểm vô cùng, sinh mạng như mảnh treo chuông. Bẩm chúa công, xin chúa công hãy cho tôi được nghe dân binh phát chiến khơi màu, thì dù gian khổ thế nào tôi cũng chẳng hề đúng đau. Được cùng xung trận chi chúa công, vì non sông cấm trong thân mình tôi sung sướng vô cùng, đã góp phần cho đất. Ta ra lệnh cho tướng quân chuẩn bị thuyền xuất binh. Xin tuân lệnh. Trời đã không phụ lòng người mong đợi, nước Nam ta phải tự chủ bởi dân Nam. Ngô Quyền ta xin thuận ý lòng trời, vui thấy giặc Bạch Đằng Giang dậy sóng. Phu quân, kiền phu nhân, đêm tàn cảnh tận sao phu nhân chưa an giấc? Nhìn phu tướng ngài lo trong việc, đêm canh thơ thao thức và buồn chồn. Ôi chúa xót bấy bạn lòng trong chiến loạn. Thì dầu cho bão tố phong
ba ta chẳng yêu nàng, những lúa binh lại càng làm trái phải ngang, cơn đôi lứa hương măng nồng nàng thì chồng phải cam thông đơn. Giang thần lòng quyền cơ đồn lứa phú mây mơ, vì cha đã ra đi kiếp đạo đơn trong tim mình thì nhà hận nước đeo mang dạng lớn sông xa trường mang thân từng cho dân lành ngày. Quỳnh tương ngói từ ta với phu nhân trước lúc lên đường. Nàng đã vì ta mà thân gái chẳng thường, chung thủy đó có sánh cùng nhật nguyệt, son sắc này tở vàng ná kêu vì non sông ta khắc một lời thề bạch đằng dậy sống rồi thay vào trần tiên. Nàng là nữ kiệt trời nam không nhộn chỉ kiêu, đêm sắp tàn gió lộng thủy triều lên, cùng tướng sĩ ba quân vợ chồng ta xuất trần, linh khí trời nam bừng bừng lửa hận, gươm giáo ngang trời tiêu diệt luôn xâm trống tàn cảnh đã đêm, trời không phủ lòng ta. Hỡi ba quân tướng sĩ, dạ, ta truyền nổi trong lên. Trước ba quân ta xin lập lời thề, vui thấy giặc bách đăng giang dậy sống. Trống dung hào hùng khắc lời nguyện thề, diệt trừ xâm lấn, đồng tâm sát cánh chung dài, quyết sông ba đời trần gian. Trường ca đang sứ giả, ha, có quyền cần địa hôm nay sẽ là một trong quốc giao chỉ. Hỡi bọn xâm lăng mộng cuồng chinh thôn tính dân nam, bao năm trời quốc hận nay bạch đằng dạng tuôn trào, sóng hận quét lũ xâm lăng ra khỏi bờ cõi quê nhà. Toàn dân nam quyết một lòng ai quân, chiến bại hôm nay sẽ là một bài học, bỏ thổi ngóng cuồng
giấc ngàm. Bỏ lại đàn chúng bay đừng tất cả. Quân Thiên Kiều sẽ đẹp nét chân nam. Thiên Kiều Nam hát không để cho bọn bay ngạo mạn kiêu căng xúc phạm đến thiên quy. Trận chiến hôm nay sẽ cho các ngươi một bài học. Bạch Đằng Giang sẽ là một trốn sát bọn xâm lăng xa. Sông dâng cao qua nhau thăm hơn ngọc ta làm chế ngô quyền rồi. Trời ơi theo ta đã qua vào sông rồi xôi sang sông dặm ngàn biên cương giờ dòng bên nhau cùng chung tâm thương đầu to bao cánh trong trai tha gì dân nước không phải. Nguyễn Văn Khởi đã hoàn thành phần thi đầu tiên của mình và cảm ơn phần hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, nghệ sĩ Chí Bảo và nghệ sĩ Thanh Nhường cùng với các diễn viên. Khởi thân mến, bạn là một thí sinh nam duy nhất trong đêm thi chung kết xếp hạng cuối cùng và hôm nay nữa là đã rất nhiều lần bạn nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả. Không biết bạn cảm thấy như thế nào? Khởi là từ đầu vòng tuyển chọn cho đến giờ thì Khởi chỉ đi lên có một mình thôi. Và thật sự là Khởi rất là hồi hộp và rất là lo. Nhưng mà trong cái đêm đầu tiên đó thì Khởi đưa nhận được sự cổ vũ rất là nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả. Thì qua các vòng đó chính là một cái sự thúc đẩy, nỗ lực để cho Khởi hoàn thành tốt các vòng thi tiếp theo. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như là đã ủng hộ cho Khởi và tất cả các bài thi. Và chúc mừng bạn, bạn đã không còn cảm thấy một mình mà đã có một đại gia đình lớn là những khán giả yêu thương mình phải không nào? Và hy vọng rằng với giọng ca trời phú của mình thì bạn sẽ tiếp tục có thêm nhiều khán giả ủng hộ mình trong tương lai nha. Còn bây giờ thì Khởi hãy bốc thăm để biết được phần dự thi tiếp theo của mình là bài ca như thế nào. Phần dự thi thứ hai của Khởi đó chính là bài hát Người Gác Hải Đăng, một sáng tác của Nguyễn Thiên Đăng. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho thí sinh Nguyễn Văn Khởi. Và bây giờ thì bạn hãy vào bên trong.